Em tiếp tục về được mấy chiếc âm ly rất là chất của Nhật các bác nhé. Đây là đời lông 2000 này. Bọn này nó là hàng hàng bãi, tức là hàng dùng rồi đó các bác nhé, không phải là hàng mới đâu. Nhưng mà cơ bản là mình chọn những cái con nó đẹp, và hai là mua ở bên các cái siêu thị bên kia, cho nên nó dễ, rất là đẹp. Đấy. Có cả dòng cổ. Đấy, dòng cổ thì các bác có thể chơi những em này. Thì em nó nghe nhạc vàng, vỏ gỗ. Đấy. Còn đây là bọn đời sau này. Đây là đời nông 2000 nha các bác nhé. Công suất 250W. Made in Japan. Đấy. Giá em vẫn để cho các bác tùy con, nó khoảng độ trên dưới 12 triệu một em. Đấy. Giá rất là hợp lý cho một em hàng tuyển chọn. Đẹp long lanh. Máy to, nặng, hai nguồn, cực kỳ gấu. Mình cực kỳ sâu nhá, nhưng em này là mình nó là hơi bị quá khổ rồi các bác nhá. Nó sâu khoảng 40 mấy luôn, 45, 50, gần 50. Cho nên là nhiều kệ của các bác, nhất là những cái kệ cổ là các bác không kê thì những em này đâu. Thứ nhất là nó dày, cái thứ hai là nó sâu. Đấy, còn những cái em cổ này thì nó nông hơn thì các bác kê cái nó thoải mái đấy. Đấy, còn những cái em này kê vào những cái thớt hiện đại, những đồ kiểu thớt kiểu hiện đại kiểu kia, hoặc những cái kệ đóng đời mới, kiểu đời mới. Còn những cái kệ gỗ hương, kệ gỗ gũ mà cổ là các bác không nhét vừa con này đâu. Con này đánh rất là hợp lý với những cái dòng loa sạc pin Yamaha hoặc những dòng loa cây. Loa cây thì đánh được nhiều cực kỳ luôn. Loa cây các bác có thể kết hợp với rất nhiều dòng như JBL 1000, rồi 66, rồi Zamo 757. Đấy. Rất là nhiều những cái dòng kiểu đấy các bác đánh tốt, hoặc BB kép 640, rồi 604 683. Đấy, rất là nhiều những cái dòng các bác có thể kết hợp được với dòng 2000, và bao này vẫn là điện 100 nhé các bác nhé, với cái tầm giá như vậy. Những con em chọn rồi cho các bác đẹp, nhiều bác cứ ngỡ đây nó là hàng mới. Đấy, vì đồ second hand cho nên là giá nó có thể biến động một chút. Đấy, nếu mà thời gian cả tính cả năm thì nó biến động nhiều hơn. Đấy, cho nên cái tầm này các bác chọn lựa những cái con nó đẹp, hàng tuyển, nội thất trước nó đẹp thì giá nó sẽ gọi là nhích hơn một chút. Rồi các bác nhìn các cái chân nhé, còn đẹp long lanh luôn. Hai nghìn nhé các bác nhé. Đấy, đây cũng là 2000. Đấy, nhưng mà 2000 của San Sui. Đấy, còn đây là 2000, 2000 của đàn ông. Đó. Giống cái số nhưng mà lại khác. Cái tên của hãng một phát là khác luôn cái design. Đấy, các bác nào có nhu cầu sở hữu thì qua sớm cho em. Nhưng cái bộ này em hay ghép cho anh em những cặp sạc Vin Vega. Thì em về những cái cặp sạc Vin để phục vụ cho các bác. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.